thứ rất là hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng mà điều mình hạnh phúc hơn nữa đó là khi bạn có và bạn cho đi. Và đó cũng là chính là suy nghĩ của Hà khi nhận lời chương trình này, và tin chắc cũng sẽ đến cuối chặng đường của chương trình. Đó chính là Hà sẽ cho các bạn thí sinh những kinh nghiệm, những sự hiểu biết nhất định của mình, và chia sẻ hết tất cả những gì mà thật nhất, chân thành nhất, để các bạn tìm đúng vị trí của các bạn và giúp các bạn tỏa sáng hơn. Bên cạnh đó thì Hà Gia Lai Khuê, rồi Sĩ Tiến và tất cả mọi người đều mong muốn mang đến một chương trình truyền hình thực tế. Ở đấy có đầy đủ tất cả mọi thứ, âm dương, vui buồn, khóc, la hét, nhưng tất cả đều phải thật. Và phải có thật thì Hà mới xuất hiện, và những cảm xúc đấy phải thật cho đến tận giây phút cuối cùng. Và nhân vật chiến thắng Hà cũng rất mong muốn là sẽ đấu tranh đến cùng, sẽ phải là một người xứng đáng như tất cả những quý vị khán giả theo dõi và ủng hộ. Và hy vọng là quý vị sẽ hài lòng với sau 8 năm Hà mới xuất hiện trong ghế giám khảo. Và hy vọng là không uổng công chúng ta ngồi trong chương trình này, và Hà cũng tin chắc là sẽ không uổng công và phí thời gian khi quý vị dành từng giây một để đón xem chương trình The New Mentor. Cái người lợi nhất chắc chắn sẽ là thí sinh, và sau đấy chắc chắn sẽ là quý vị khán giả sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc nó rất là thật, nó rất là gần như là chưa bao giờ nhìn thấy các sự mê trồ lo lắng nhiều như thế, hồi hộp nhiều như thế, sợ hãi có, hát ngai cũng có, vui buồn, tất cả mọi thứ đều có hết. Và các thí sinh sẽ là những người mà được cái sự trưởng thành từ tất cả những cái sự cạnh tranh, những cái sự cùng nhau đó, cạnh tranh để phát triển, thì đó chính là cái điều mà ta mong muốn nhất thông qua chương trình này. Xin được cảm ơn Super Mentor Hương Gia. Vâng ạ. Thưa quý vị, thân mến, đã đến tại Super Mentor Lan Khuê, cũng là nên Super Mentor cuối cùng công bố, và đã để lại rất là nhiều những bất ngờ cho quý vị khán giả. Thì Super Mentor Lan Khuê chỉ có thể chia sẻ một chút về cảm động nào khi mình lần đầu tiên tham gia chương trình này. Cảm ơn Dương. Lời đầu tiên, mình xin được gửi lời chào tất cả các vị đại diện báo chí, tất cả các mời góp mặt trong chương trình hôm nay. Lúc mà bước vào, tôi rất là bất ngờ bởi vì sự có mặt của tất cả mọi người. Điều này chứng tỏ một điều là chương trình được lên trường có một sức hút rất là lớn. Và đó coi như là một cái thành công bước đầu của tất cả mọi người khi mà những người đồng ý tham gia về chương trình. Nói về lý do mà Khuê nhận lời tham gia chương trình thì thứ nhất là có sự góp mặt của những cố nhân phụ của Khuê, như chị Hà. Chị Hà là những đàn chị mà Khuê đã có cơ hội được cộng tác ở những dự án trước, và khi mà mình đã làm việc qua rồi mình hiểu được tính các chị như thế nào, cách làm việc của các chị ra sao. Khi mà mình hiểu được một người rồi mình sẽ cảm thấy cái việc làm việc chung, làm việc cùng nó sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Là đó là cái điều đầu tiên mà khiến cho Khuê cảm thấy rằng mình luôn lưu tâm đến cái việc nhận lời chương trình không. Và điều thứ hai là khi mà Khuê xem format và kịch bản của chương trình thì mình cảm thấy đây là một chương trình quá chất lượng, bởi vì các thử thách của chương trình được nâng lên ở một mức độ khó hơn, đòi hỏi thí sinh không chỉ là có những kỹ năng nhất định về nghề về mẫu, mà các bạn còn phải là người có tư duy lãnh đạo, có khả năng hướng dẫn, khả năng đào tạo. Điều đó cho thấy rằng cái sự đòi hỏi này nó nhiều hơn và khó khăn hơn rất là nhiều so với các chương trình thực tế khác. Thì khi mà mình cảm thấy đây là một cuộc chơi khó khăn, một cuộc chơi thú vị, thì mình nó gọi lại cho Khuê cái sự hứng thú. Bởi vì cũng rất lâu rồi Khuê mới tham gia trở lại một chương trình thực tế, và khi mà mình thấy chương trình có rất là đầy đủ những cái yếu tố để Khuê gọi lại cái sự hứng thú cho mình, thì mình nghĩ lý do tại sao mình lại không tham gia chương trình được. Xin được cảm ơn Super Mentor Lan Khuê. Qua những gì mà họ vừa chia sẻ với chúng ta. Xin được cảm ơn nhà tài trợ vận chuyển Audi Việt Nam. Xin được cảm ơn và chuyên gia vương. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời, would like to welcome Mr. Dane Roy Ward, CEO, California Fitness and Yoga Việt Nam. Đại diện nhà tài trợ thể chất và sức khỏe California Fitness and Yoga Việt Nam. Big applause, ladies and gentlemen.
Thank you very much. This is a name going for.